chồng để em hết ế, chứ để em thoát ế chồng em mà em chiều. Ê, 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 có người té hả? Vậy đó, có người té hả? Đừng. Cô đen ơi, cô đừng đi lấy chồng. Về bên tôi tầm thương, tôi sẽ rước cô ngay đất trời ơi. Cô đừng đi lấy chồng, để tôi ngồi buông, tôi ngồi khóc bên sông. Anh thương tôi mà tôi nghèo, tôi nghèo lắm anh ơi. Anh tầm thương một cô em nghèo không cùng đẳng cấp anh ơi. Anh chỉ muốn sống với nàng trọn đời trọn kiếp em ơi. Chỉ cần em nói tiếng ừ, anh sẽ ở mãi bên sông. Họ là họ ơi, trong tâm chỉ đẹp bằng sen. Quê mình ai đẹp bằng đen, sen đẹp không cần bằng khen. Mới nói chuyện mà đã hứa hẹn là cầu ấm con nhà giàu sang. Làm sao tin anh thiệt lòng thương, đừng nói yêu chi cho sớm. Khoan, đừng bước ra tin anh nè. Cho anh nhà quê hỏi em còn độc thân hay chăng. Để anh biết còn chờ ngày cùng đem cơm thổi lửa. Ăn chung một mâm cơm, hỏi cho em nghe mỗi bữa. Hai đứa gặp là duyên, nghe anh cưa rồi nghiêng. Em nở nụ cười duyên, vậy là em sẽ theo anh liền. Anh biết anh không dư tiền, nhưng vàng thì anh không thiếu. Anh có quyền thương, quyền nhớ, quyền tặng em cặp bông vàng. Đèn nhớ đậu xuống tình thương, đèn yêu đậu quên ngày tháng. Hứa luôn đậu là duy nhất, đừng chăm lo và đừng lo lắng. Chỉ cần ta còn bên nhau và cùng chung một cơn mơ, kiếp này cứ đậu suốt đời, thương mãi nhan đen ngồi. Con ơi nhớ lấy câu này, một năm lấy vợ chứ một năm lấy vợ là mình té tua. Quý vị nhận ra em không? Em đó, em con bá hộ đó. Lấy vợ mới có một năm thôi mà nhìn như cái máng nụ vẻ kìa. Coi vậy chứ vợ em thương em lắm mà. Vợ em làm hết tất cả công chuyện của em luôn, không cho em đụng tới cái gì hết. Làm mà từ cái nhà ba gian xuống còn nhà chòi. Vậy mà vợ thương. Chồng ơi, chồng ơi, chồng... Trời ơi, làm cái gì vậy mà sao bày hải bày hải lên vậy? Ông đừng có la em sợ. Trời ơi, mà nó đây nè. Chồng dặn cho bao nhiêu lần rồi, mình là đàn bà con gái, mình phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Cái gì mà la lại nó chạy bay hải vậy? Dạ em xin lỗi chồng, mà nguyên cái gia phả nhà bà bán hủ tiếu á ngược em không chạy nó bắt. Ủa mắc gì bắt? Chuyện là vậy nè. Sáng nay em đi chợ sớm tìm mua một tô hủ tiếu. Ô kìa, hủ tiếu. À, chị ăn gì? Gì cũng được. Dạ, má, cho chị một tô hủ tiếu bò viên. Cưng ơi, dạ? Chồng của chị bị dị ứng, không ăn được bò viên. Dạ, vậy chị ăn gì? Ăn gì cũng được. Dạ, má, cho chị một tô hủ tiếu xương. Không được cưng ơi, chồng của chị bị mọc răng khô má, không ăn được xương, nhức gan. Dạ, vậy chị ăn gì? Gì cũng được. Má cho chị một tô hủ tiếu không. Hủ tiếu không sao ăn cưng. Vậy chị ăn gì? Gì cũng được. Ăn cái đồ dẻ là chạy. Trời ơi, nó nói chồng vậy chẳng khác nào nó kêu chồng ăn đùi dẻ. Em ta nó trật cổ, đắp thuốc nam 150. Trời đất ơi, cái gì vậy hả? Chồng ơi, chồng đừng có la em sợ. 150 đúng không? Cầm đi ra thền cho người ta đi. Đi đi. Còn thiếu 1.2 triệu. 1.2 triệu tiền gì nữa? Chuyện là vậy nè.
Đúng tức nha. Ủa chồng hỏi cái sao mà cái rặt á nó làm một cái xẻng là gì hả? Em Tán nó trật cổ, cắm đầu vô nồi hủ tiếu. Má nói gì mới dọn ra chưa bán được tô nào. Đền 1,2 triệu. Trời đất ơi là trời. Chồng ơi, chồng đừng la em sợ. Dạ. Sáng sớm chồng chưa ăn sáng mà chồng mất hết 1,350 triệu, trong khi cái miệng chồng còn thúi quắc. Đi đi nè, lẹ lên đó nè, đó đi đi, đi qua đền cho người ta đi, đền liền giùm tôi, đi 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 liền đi. Sao chưa đi nữa? Thiếu 900. 900 tiền gì? Chuyện là vậy nè. Sao cái rặt nó làm một cái chẻn, nó có ra một cái ào. Nó là cái gì vậy? Tiếng nồi nước lèo đổ. Sao? Nồi nước lèo tôi đền 1,2 triệu rồi. Nồi nước lèo nó đổ cho nồi nước xăm của ông kế bên. Đền 900. Ông trời ơi, ông trời ơi. Chồng ơi, chồng đừng la. Em giật mình, em sợ. Đưa đây. Rồi em lấy gì em đền hả chồng? Tôi đi đền. Để tôi đi, chứ bà mà đi một vòng thành là 4,000,000 đó. Lạy bà, để tôi đi cho. Nhưng mà chồng chưa ăn sáng. Khỏi ăn cái gì hết. Ăn sáng sớm ăn 2,500,000 sướng rồi. No lắm rồi nghe. Để dành bụng tôi ăn trưa. Được rồi, tôi đi. Tôi đi. Nhưng mà nè, chồng chửi, chồng nói to tiếng vậy thôi. Nhưng mà chồng thương. Thương lắm nha. Thương lắm. Chồng em đó, coi rầy coi la em dữ vậy chứ mà thương em dữ lắm. Hồi xưa ổng là con nhà quyền quý đó nghe. Ngày đầu tiên em về làm dâu mà cái số em xui sao á, nhà chồng em thì lại mở xưởng dệt. Mà tách em á thì em rất là sợ tiếng ồn. Nhớ bữa đó nha, em đang lau chùi bàn thờ gia tiên nhà chồng, má dệt nó kêu cái đường, em giật bàn thờ cái lâm. Ba má đuổi em đi, ảnh cũng đi theo em luôn. Ảnh nói hả, một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Thương lắm. Mà tánh ảnh hồi xưa không phải vậy đâu nghe. Hồi xưa ảnh thích uống trà sen lắm. Mỗi lần mà ảnh uống trà sen hả, là nhìn ảnh thanh cao lắm, dịu dàng lắm. Dạo này không được uống trà sen hay sao mà cứ phải uống rễ chanh á, cho nên tính tình nóng nảy hẳn đi. Chết rồi, chồng chưa có ăn sáng, hứa về nấu cơm cho chồng ăn trưa. Đi nấu cơm, đi nấu cơm liền, đi nấu cơm, đi nấu cơm. Trời ơi, đi nấu cơm. Mới vừa ra tới đầu làng, gia đình nhà bán hủ tiếu đứng hai bên như là rước dâu vậy đó. Người thì cầm cái mũ, người cầm dao, phóng tôi thì phóng phi tiêu ngày Tết vậy đó. Vừa làm vợ chưa? Vợ ơi, em đâu rồi vợ ơi? Dạ, dạ. Em đang nấu cơm trưa cho chồng nè. Thôi khỏi, thôi. Làm cái gì vậy vợ? Đừng có làm mà vợ. Phải nhỏ nhẹ. Vợ sợ tiếng động. Vợ sợ la. Ra đây vợ ơi. Dạ, ra đây chồng. Anh biểu coi. Em xin lỗi chồng. Chồng làm em sợ quá trời luôn. Chồng đợi em chút nha. Trời ơi, tôi không thể nào tưởng tượng được tôi có một người vợ tâm hơi tâm mắt. Nhưng mà tôi thương. Cái gì đây? Chồng làm em sợ luôn rồi. Chồng còn ơi, mỗi cây siêu để tôi uống rễ chanh thôi mà vợ cũng. Trời đất ơi. Chồng ơi, em nấu rễ chanh cho chồng uống. Đỡ ghiền nè. Chồng uống miếng nha, uống miếng nha chồng. Uống miếng nha chồng. Uống trà quả. Uống. Chịu hết rồi. Trời ơi, chồng ơi. Sao mây đen kéo đến rồi? Dọn đồ với chồng ơi. Dọn đồ vô. Cái gì? Mây đen kéo đến rồi kìa. Tự nhiên mây đen kéo tới ngang ngửa cái trời. Ngộ ta. Ủa chồng ơi. Hả? Sao mây đen nó bay từ trong nhà mình ra vậy chồng? Sáng giờ có nấu gì không? Có, nấu cơm trưa chồng á. Bắt xuống chưa? Không nhớ. Trời ơi, trời ơi. Cháy trời rồi. Cháy nhà. Cháy nhà. Đây, đây, đây. Cháy nhà. Đây, đây. Cháy nhà. Cháy.
Cháy chứ không phải tôi cháy. Kiếm cái khác. Bự bự nó khẽ lên. Kiếm cái khác. Kiếm cái khác. Có cái gì không? Không có cái gì hả? Em biết lấy cái gì bây giờ chồng ơi? Chồng ơi, lấy cái gì bây giờ hả chồng? Chồng ơi chồng, lấy cái gì? Tại cục đá. Chồng chữa cháy tiếp đi. Bây giờ lửa trong người tôi nó cháy còn lớn hơn lửa cái nhà này nữa. Trời đất ơi, vợ ơi là vợ, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi đi. Chồng, chồng ơi, chồng, chồng, chồng bỏ tôi đi thiệt hả chồng? Tôi biết mà, tôi biết là chồng sống với tôi, chồng chịu nhiều thiệt thòi lắm. Mà chồng không còn thương tôi nữa hả? Chồng không còn được uống trà sen, uống toàn ghế chanh nên chồng ghét tôi. Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước? Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung? Chàng đành ra đi, đi mãi không về. Còn lại nơi đây son sắc nhớ chồng. Ngày tôi đi gió dần nhiều hơn, tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm. Gối chăn lạnh lùng một mình quạnh yêu. Ngày anh đi nhớ em từng đêm, xót xa mình nơi lẽ bạn đâu rồi. Tiếng chim lạc bầy tìm bạn xa xa nhớ anh vô cùng. Cô hai của tôi, cô giáo ơi, mấy cô đẹp nhưng mà mấy cô không bằng vợ tôi đâu. Tôi thương vợ tôi. Hả? Hả? Có ai? Cái gì? Ôi, có cơ. Hả? Đêm! Sao đêm làm vậy hả đêm? Sao đêm lại bỏ đầu hả đêm? Đau thương đêm mà, đâu có lớn tiếng cái đêm nữa đâu. Đêm ơi, đêm về về đâu đi đêm? Đứa nào mà hát tù tôi trời? Đêm, đêm, ui dạ. Trời ơi, đêm còn sống hả? Đâu? Trời ơi, đêm ơi, đêm. Đen ơi, đen. Đâu? Đen, sao tự nhiên đen dại, đen khờ, đen đi tự tử vậy? Đen đẹp cái đen đâu có ngu. Đen chỉ vui vô trộm sen để về làm trà cho chồng uống thôi mà. Hả? À, cậu nói rồi, đậu không cần uống trà sen nữa. Đậu uống ở rễ chanh cũng được, miễn là đậu có đen thôi. Đen. Đậu. Đen nghĩ sao vậy? Nếu như mà có đậu mà không có đen á thì dân gian người ta lấy cái gì mà kể câu chuyện đậu? Hiểu không? Đậu. Về chế đậu nha đen. Đen đâu? Hôm nay thì anh rất là vui. Không biết các em có biết cái bác Ba Phi không? Hôm nay anh mới tìm được hai người cháu đích tôn của bác Ba Phi. Đó là Đậu và Đen. Bởi vì đây là một miếng hài rất là đặc sản của miền Nam, tức là thậm xưng. Nói quá lên tất cả những điều bằng với sự thật thì nó to gấp 3, gấp 4 lần. Nhưng anh ngạc nhiên ở một điều rằng tại sao tụi em có đủ niềm tin để mà làm nó xuất sắc đến mức như vậy. Từ xuất sắc không đủ để nói về tiết mục của hai bạn ngày hôm nay. Và
cuối cùng tôi trừ bạn 0,25 điểm vì đã chuẩn bị chỉnh chu từ cái thúng mà thành hình lá sen, rồi đạo cụ, rồi tất cả mọi thứ, nhưng cái quần của bạn nó không có cũ, nó không có giá, và nó lòi ra là nó bị một cái lỗi mà phải trừ điểm. À, một cái hình tượng ca sĩ rất là khó. Một ca sĩ nào bước trên sân khấu, đã lên sân khấu, đã đẹp như là nữ hoàng rồi thì không bao giờ chịu lột xác đó ra mà trở thành một cái cô mà vừa hậu đậu mà vừa xấu xí như thế. Nhưng riêng Sơn Ca bữa nay, Việt Trinh chấm điểm bạn cao là chỗ nào? Bạn chịu thay đổi hình tượng để cho nó đẹp nhân vật. Bảo Chu là một cái diễn viên trẻ cũng rất có duyên, mà hôm nay các bạn tương tác với nhau, thậm chí về bài hát cũng rất là hợp tình huống. Anh vẫn hy vọng là cái cặp đôi này là một trong những cặp đôi nặng ký của chương trình. Khi hai đứa xuất hiện ra rất là khớp và tiết tấu trong người. Và đây là hiệu ứng của cặp đôi hài hước, vì cặp này cực kỳ dễ thương. Bao nhiêu năm rồi tôi mới kiếm được một cái cặp mà nó mộc mạc như vậy, và nó rất là hài hước. Cho nên ca, hãy là em, hãy là như thế. Chị chỉ mong là em thêm cái diễn, thêm cái diễn. Giống như cái bài hát, cái bài hát mà em đi đó. Nhiều khi cái trật cái này mà ổng thương cái kia, đưa cái quần nhỏ hơi rộng cho nên nó tuột cái nhỏ lận, nhỏ lận cái nó tuột xuống. Bà bắt đầu vô: Minh đừng có bỏ em mà đi mà, Minh ơi. Cái quần lận lên từ từ, cái quần em là quần dài mà, em lận đi bắt đầu. Tại vì quần vừa tuột, chồng vừa đi, mà cái mình diễn không được rung nữa, rồi đủ thứ chuyện, rồi lận lên từ từ, lận lên. Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước, ai đã kêu vợ về tôi ngày xưa. Hiểu chưa? Rồi sau đó chúa tránh ra đi. Lúc này em hát thì em lận cái quần em lận nó rộng đấy thưng, em lận cho tới đây. Hiểu không? Cái bà nhớ tới là trời ơi, lận cái quần lên giày chồng nó bỏ sao? Xả cái quần xuống, xả cái quần dắt cái lơi quần té sập mặt xuống đây, hai cái bông sen cho chồng. Bắt được. Bây giờ thì hai bạn sẽ chọn ra cho mình một cặp đôi, giám khảo sẽ cho mình biết trước số điểm. Dạ, tại nãy biết điểm của anh Bạch rồi. Là nhiêu? Dạ anh Bạch trừ 0,25 rồi chị. Thì 18 trừ 0,25 thì nó còn. Ủa anh Bạch lại nói điểm tối đa mà. Thì tối đa của anh là tới mức đó. Lật máy quay lại đi, anh Bạch nói 20 điểm mà trừ 0,25 lắm rồi, chị nói cái quần đùi đó. Chị đồn chứ, chị có tuổi chị bớt đồn. Ê, dạ em xin được biết điểm của chị Duy Trinh và anh Lý Hùng. Chị tặng điểm tuyệt đối. Còn bây giờ là thời gian dành cho 50 khán giả của trường quay. Số điểm của 50 vị khán giả tại trường quay: 9,8 điểm.